Kính thưa quý đồng hương Phật tử, hành giả Hoa Tu, kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, Phật là ánh dương soi sáng thế gian, Phật là dòng suối tưới mát lòng người, Phật là đại dương mênh mông công đức, Phật là núi cao vời vợi uy nghi. Chúng con là những đứa con thơ dại gần mặt bước trong theo người. Chúng con là những cành hoa nhỏ nở ra dưới ánh sáng của người. Chúng con là hạt bụi nhỏ dưới chân người bước qua. Kính lạy Phật vô cùng thiêng liêng, hạt mưa nào rồi vẫn rơi xuống đất, dòng sông nào rồi vẫn trôi về biển, ai rồi cũng phải tìm thấy nơi nương tựa cho tâm hồn mình. Phật chính là chỗ cho chúng con tìm về tựa nương tôn kính. Giữa biển đời nhiều khổ đau tâm tối này, đã quá nhiều nước mắt hay nụ cười, đã quá nhiều sự ân cần hay lạnh nhạt, đã quá nhiều sự gặp gỡ hay chia ly. Chúng con muốn vượt lên trên khỏi sự tầm thường để tìm thấy điều cao cả. Chỉ là hai chữ hữu duyên mà thâu sông núi mọi miền gặp nhau. Chỉ là bốn tiếng một câu A Di Đà Phật từ lâu gặp rồi. Chỉ là chân bóng Phật ngồi nhìn nhau ánh mắt nụ cười thiết thân. Dẫu xa vạn nẻo đường trần mà trong khoảnh khắc đã gần tất gan. Gặp nhau trong ánh đạo vàng, hiểu nhau trong tiếng chuông vang giữa đời. Xa gì hơn đất với trời, gần gì hơn giữa tim người có ta. Thì cùng chắp lại tay hoa, hướng về từ phụ Thích Ca nguyện thề, sẽ dìu nhau bước trở về cùng muôn giới cội Bồ Đề tự tâm. Cho dù mê tối nghìn năm, thắp trao đèn tuệ mê lầm bước ra, đồng tay bốn biển một nhà, trái tim in bóng hành xa hữu tình. Thế nhân đâu có ngoài mình, khóa tu hết thảy đệ huynh quý thầy. Nhiều chia ly ít sum vầy, sống chung lý tưởng từng ngày gặp nhau. Bồ đề tâm rất nhiệm màu, nguyện trân quý một nhịp cầu giác duyên. Chúc nhau tu học tinh chuyên, cho cây tuệ giác hiện tiền nở hoa. Dầu sông núi vẫn chia xa, lòng luôn hạnh phúc chan hòa Phật quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.